Trời ơi, em về chậm thì được rồi đó, nhưng mà cho ít bữa nữa được không? Sự thật thú vị về ngôi trường mà nhân vật Nam Thảo đón con trong trailer Lật Mặt 7. Trong trailer Lật Mặt 7, nếu để ý kỹ sẽ thấy ngôi trường Nam Thảo đến đón con mang tên Damji. Ngôi trường này thật ra đã từng xuất hiện trong Lật Mặt 33 Tràng Khuyết. Lý Hải chia sẻ đã gần 6 năm anh mới quay lại ngôi trường này, làm anh hoài niệm về những kỷ niệm đẹp tại đây. Trở lại chính ngôi trường và làm phần phim mới nhất của chuỗi phim Lật Mặt làm anh nhìn lại hành trình làm phim của mình và vô cùng biết ơn những người đã từng hợp tác, những địa điểm đã luôn hỗ trợ chuỗi phim Lật Mặt. Và mọi người hãy cùng ra rạp đón xem những địa điểm nào sẽ xuất hiện trong hành trình từ Bắc ra Nam của Lật Mặt 7 Một Điều Ước vào ngày 26 tháng 4 này nhé.